còn 3 ngày nữa thôi thì sản phẩm bảo hiểm đầu tư bước đến tương lai sẽ ra mắt. Và Nhật Ý tin rằng sản phẩm này sẽ giúp khách hàng giải quyết được 3 vấn đề khó khăn trong đầu tư. Thứ nhất là chúng ta không cần số vốn quá lớn nhưng vẫn có thể đầu tư được. Thứ hai, chúng ta không cần có quá nhiều kiến thức hay kinh nghiệm trong đầu tư nhưng chúng ta vẫn có thể đầu tư được. Và cái thứ ba là chúng ta không có quá nhiều thời gian. Thì bảo hiểm đầu tư này sẽ giải quyết 3 vấn đề này. Và chúng ta hãy cùng chờ đón vào ngày 1 tây tháng 4 để xem siêu phẩm bảo hiểm đầu tư này nhé. Tôi rất là mong chờ tới ngày 1 tháng 4 sắp tới để được ra mắt cái sản phẩm này và giới thiệu với tất cả mọi khách hàng. Tại sau khi tham dự cái buổi training về sản phẩm thì tôi thấy những cái tính năng ưu việt và độc nhất trên thị trường của sản phẩm mang tới cho khách hàng của mình. Cùng chờ đón vào ngày 1 tháng 4 nhé.